Mến chào các em học sinh. Cô tên là Phạm Hồng Loan, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú. Rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Ở tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại một số bài toán trong chương 1, số tự nhiên. Mở đầu cho bài học ngày hôm nay, cô có một câu đố sau. Khi thực hiện phép tính 6 trừ 6 chia 3 nhân 2, bạn An, Bình và Tri đã thực hiện như sau. Theo em, bạn nào thực hiện đúng? Các em có 15 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án của riêng mình. Chắc hẳn các em đã có đáp án của mình rồi, phải không nào? Và sau đây là đáp án của cô. Để biết được bạn nào thực hiện đúng, thì chúng ta cùng đi thực hiện phép tính sau. 6 trừ 6 chia 3 nhân 2. Đây là biểu thức không có dấu ngoặc. Do vậy, chúng ta ưu tiên thực hiện phép tính nhân chia trước. Và với dãy phép tính 6 chia 3 nhân 2, chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Khi đó, cô có được 6 trừ 2 nhân 2. Tiếp tục thực hiện phép tính nhân, cô có 6 trừ 4. Và đáp án của bài này là bằng 2. Như vậy, bạn Bình là người thực hiện phép tính đúng. Cô lưu ý với các em, khi mình thực hiện phép tính, phải theo quy tắc và thứ tự thực hiện các phép tính mà mình đã được học. Chúng ta cùng đến với các bài tập tự luận. Ở bài số 1, để yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính sau. A bằng 37 nhân 173 cộng 62 nhân 173 cộng 173. B bằng 72 nhân 99 cộng 28 nhân 99 trừ 900. C bằng 2 mũ 3 nhân 3 trừ mở ngoặc 1 mũ 10 cộng 15 đóng ngoặc chia 4 mũ 2. Các em có 2 phút để thực hiện bài 1. Nếu bạn nào cần nhiều hơn 2 phút thì chúng ta bấm vào nút tạm ngưng để thực hiện cho xong bài toán trên nhé. Thank you.
Và bây giờ các em hãy cùng theo dõi lên màn hình nhé. Câu A: 37 x 173 cộng 62 x 173 cộng 173. Ở đây cô thấy 173 là thừa số chung, do vậy cô đặt 173 ra ngoài. Trong ngoặc còn 37 cộng 62 cộng 1. Thực hiện phép tính trong ngoặc, cô được 173 nhân 100. Và đáp án của bài này là 17.300. Đến với câu B: 72 nhân 99 cộng 28 nhân 99 trừ 900. Các em quan sát thấy 99 là thừa số chung, do vậy cô có được 99 nhân, mở ngoặc, 72 cộng 28 đóng ngoặc, trừ 900, cô hạ xuống. Thực hiện phép tính trong ngoặc, cô được 99 nhân 100 trừ 900. Tiếp tục thực hiện phép tính nhân, cô có 9.900 trừ 900. Và đáp số của câu B là 9.000. Tiếp theo chúng ta cùng theo dõi câu C: 2 mũ 3 nhân 3 trừ mở ngoặc 1 mũ 10 cộng 15 đóng ngoặc chia 4 mũ 2. Đây là biểu thức có lũy thừa, do vậy bước đầu tiên cô sẽ đổi các lũy thừa ra. Chúng ta có được 8 x 3 trừ mở ngoặc 1 cộng 15 chia 16. Đây là biểu thức có dấu ngoặc, do vậy cô sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc tròn trước. Cô có 24 trừ 16 chia 16. Tiếp tục thực hiện phép tính chia, cô có được 24 trừ 1 và đáp án của bài này bằng 23. Chúng ta cùng đến với bài số 2. Tìm x biết. Câu A: 10 cộng 2x bằng 4 mũ 5 chia 4 mũ 3. Câu B: 219 trừ 7 nhân mở ngoặc x cộng 1 bằng 100. Và bây giờ các em hãy cùng làm bài số 2 vào vở nhé.
Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi lên màn hình để sửa bài. Câu A: 10 cộng 2x bằng 4 mũ 5 chia 4 mũ 3. Cô thực hiện phép chia hai lũy thừa cùng cơ số và có được 10 cộng 2x bằng 4 mũ 2. Tiếp tục đổi lũy thừa. Cô có 10 cộng 2x bằng 16. 2x bằng 16 trừ 10. 2x bằng 6. X bằng 6 chia 2 và x bằng 3. Tiếp tục đến với câu B. 219 trừ 7 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bằng 100. Cô hạ 7 nhân mở ngoặc x cộng 1 xuống bằng 219 trừ 100. 7 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bằng 119. X cộng 1 bằng 119 chia 7. X cộng 1 bằng 17. Và x bằng 17 trừ 1. Kết quả của bài toán này x bằng 16. Đề bài số 3 như sau. Tìm các số x, y để số 1, 2, x, 0, 2, y là số có 6 chữ số, chia hết cho cả 2, 3 và 5. Các em có ít phút để suy nghĩ và thực hiện bài toán trên. Như vậy, để số 1, 2, x, 0, 2, y chia hết cho cả 2 và 5, thì số này phải có chữ số tận cùng là 0. Do vậy, ta tìm được y bằng 0. Tiếp theo, để 1, 2, x, 0, 2, y là số chia hết cho 3, thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3. Từ đó các em tìm ra được x có thể là 1, 4 hoặc 7. Như vậy, x thuộc tập hợp các số 1, 4 và 7, còn y bằng 0 là đáp án của bài toán trên. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì vào các túi quà để mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi, sao cho số vở, thước kẻ và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được. Các em hãy cùng làm bài tập này vào vở nhé.
giải bài toán trên, ta gọi x là số túi quà có thể chia được nhiều nhất với điều kiện x thuộc n sao? Theo đề bài ta có 48 chia hết cho x, 32 chia hết cho x, 56 chia hết cho x và x lớn nhất. Từ đó suy ra x bằng ước chung lớn nhất của 48, 32 và 56. Phân tích các số trên ra thừa số nguyên tố, ta được 48 bằng 2 mũ 4 nhân 3, 32 bằng 2 mũ 5, 56 bằng 2 mũ 3 nhân 7. Để tìm ước chung lớn nhất, ta chọn thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ nhất. Như vậy, ước chung lớn nhất của 48, 32 và 56 bằng 2 mũ 3, bằng 8. Vậy, số túi quà có thể chia được nhiều nhất là 8 túi. Chúng ta cùng đến với bài số 5. Trong đợt tặng lồng đèn cho trẻ em vui Tết Trung Thu, tại một tổ dân phố có khoảng từ 300 đến 400 lồng đèn. Nếu tặng cho 10 hộ, 12 hộ hoặc 18 hộ đều vừa đủ số lồng đèn. Mỗi hộ chỉ được tặng một cái. Hỏi tổ dân phố đó có bao nhiêu lồng đèn? Các em hãy cùng làm bài tập 5 này vào vở nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lên màn hình để sửa bài. Cô gọi x là số lồng đèn của tổ dân phố. X thuộc n sao? Theo đề bài ta có x chia hết cho 10, x chia hết cho 12, x chia hết cho 18 và 300 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 400. Suy ra x thuộc bộ chung của 10, 12, 18 và 300 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 400. Phân tích ra thừa số nguyên tố, ta được 10 bằng 2 nhân 5, 12 bằng 2 mũ 2 nhân 3,
18 bằng 2 nhân 3 mũ 2. Bổ chung nhỏ nhất của 10, 12, 18 bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5 bằng 180. Bổ chung của 10, 12, 18 bằng bội của 180 bằng 0, 180, 360, 540, vân vân. Vì 300 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 400, nên ta chọn được x bằng 360. Vậy tổ dân phố có 360 lồng đèn. Như vậy, cô và các em đã cùng ôn lại một số bài toán trong chương 1. Về nhà, các em hãy làm các bài tập 4, 5, 8, sách giáo khoa trang 46 và ôn lại những kiến thức đã học trong chương 2 và chương 4 để chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Mến chào các em.